Truyện ma miền Tây, chèo xuồng qua sông. Nhắc về chuyện chèo xuồng trên sông cũng lắm điều dị thường. Không phải chỉ riêng dân thương hồ bôn ba sông nước quanh năm mới gặp chuyện quái dị. Ở xứ này thì có khi chèo xuồng mỗi ngày là gặp. Ba mẹ tôi hay nhắc chuyện xưa, thời mà nhà tôi mới dọn về đây thì từ nhà ra chợ người ta đi đò dọc nhiều hơn là đường bộ. Vì đường bộ có đá đỏ lẫm chởm, quãng đường mùa khô thì bụi mùa mưa lầy lội. Trong khi ngồi đò dọc đi thẳng tới chợ, chủ đò đợi tầm tiếng hoặc tiếng rưỡi, đến khi người quay lại đủ thì chở về. Mỗi người như vậy phí là 2.000 đồng. Đó là xóm tôi, gần chợ và chỉ có một con sông nên đi đò dọc còn dễ. Chứ lội ngược lên trên tầm 10 cây số, sông chia ra chục con kênh, mỗi con kênh dài 2-3 cây số lại chia ra hàng chục con lạch nhỏ hơn nữa. Vào các con kênh thì xung quanh tứ bề là ruộng đồng và chuối mọc dài hai bên bờ, mã lạng hoặc là mã cũ nát nằm theo cụm. Trong buổi sáng sớm hay chiều tà, khung cảnh hết sức thê lương, ma mị. Hồi đó nhà tôi hay đặt mua rượu của một bà người Khmer. Mẹ tôi hay gọi bà ta là bà Yom. Nhà của bà Yom cách nhà tôi nếu tính đường chim bay thì chỉ 5-6 cây số, nhưng nếu đi đường kênh thì gần 10 cây. Nhà bà có một lò rượu gia truyền, nghe đâu đã 10 đời. Từ hồi Tây Sơn đánh tan quân Xiêm thì tổ tiên của bà là người chạy loạn tới vùng này để mở lò rượu bán cho lính gác. Giặc tan rồi lại đánh, đánh rồi lại tan. Chỉ có lính vẫn còn ở đây và họ vẫn có nhu cầu uống rượu, nên lò cũng kiếm tiền trang trải được. Sáng sớm 4 giờ, bà Dâm sẽ chở một xuồng rượu vừa nấu đi ra chợ rạch giá bán cho tiệm lớn, hoặc là ghé giao cho những chỗ dọc đường như những hộ nhà giống như nhà tôi vậy. Lúc tôi còn nhỏ thì đã đặt rượu, mỗi tuần một lần bà ghé ngang đổi can. Mỗi thời gian không thấy bà Dâm đi bán nữa làm cho mẹ tôi băn khoăn, vì thấy bà cũng già, có khi đã mất rồi. Ở cái thời tình làng nghĩa xóm vẫn hết sức nồng thắm như hồi đó, chuyện không đi viếng đám tang của một người quen biết, dù là quan hệ mua bán và cách nhau 10 mấy cây số, thì được coi là sống không đẹp. Đột nhiên một ngày cách không lâu, bà Dâm lại xuất hiện và bán như bình thường. Mẹ tôi nhớ một ngày mua rượu thì hỏi chuyện. Bà ấy thở dài, kể lại một câu chuyện nhuốm màu liêu trai. Kể, hôm đó trời mưa lâm râm, bà Dâm thức lúc 3 giờ sáng, chuẩn bị đông rượu và ông Dâm xách xuồng xuống, thì đột nhiên có một con ếch bụng đỏ nhảy thẳng một mạch từ ngoài cửa vào tới lò rượu, vồ lấy chân của bà một cái rồi lăn ra chết. Ông Dâm lật con ếch lên, xem thấy phần bụng nổi những thứ như gân máu, cả một vùng da ếch đều chuyển sang màu đỏ. Bà Dâm có vẻ lo lắng, sợ rằng là dự báo điềm không may, nhưng ông Dâm phẩy tay nói, hơi đâu mà lo những chuyện không căn cứ. Sáng hôm đó trời tối hơn bình thường, bà Dâm chèo một hồi thì thấy mỏi mắt, chỉ đưa tay lên dụi mấy cái, khi mở ra thì thấy xuồng đứng lặng hết sức kỳ lạ. Mặt nước tỏa lớp xương trắng mờ mờ như bốc hơi, trên trời cũng không thấy trăng sao, cảm giác như đang nửa đêm chứ không phải 4 giờ sáng. Con kênh bà đã đi hàng ngàn lần, nhưng lúc này lại trở nên quá xa lạ, không thấy chuối hai bên bờ mà thay vào đó là những cây cột gỗ màu đỏ bóng loáng dựng đều tăm tắp. Bà Dâm bắt đầu cảm thấy lo sợ, tay run run chụp lấy cây dầm mà ra sức chèo, nhưng xuồng chỉ đứng im. Mặc dù dầm khu nước tung tóe, nhưng mũi xuồng chỉ lắc qua lắc lại. Chính là cái cảm giác có người dưới nước đang dùng tay giữ mũi xuồng lại không cho đi tiếp. Bà Dâm không nói được gì nhiều, miệng lắp bắp cầu khấn trời Phật. Còn lại ông bà cô cậu, con chỉ đi buôn bán, không đụng chạm gì ai, mọi người đừng hù con. Đúng lúc này,
thì bà nghe tiếng đập nước ngay sau lưng. Bỗm, bỗm. Liền hoảng hồn, bà quay đầu nhìn lại thì thấy hai cái chân như con nít trắng toát đang đạp nước như tập bơi lú lên ngay sau đít xuồng. Bà dâm tá hỏa, thiếu điều xỉu ngang mà chúi xuống sông. May sao lúc say sẩm đó thì tay chụp cây trụ mốc dầm nên không té. Cái chân ấy quẩy liên hồi, động cả vùng hệt như máy nổ. Đến lúc này thì xuồng mới di chuyển, nhưng hai ba người cùng chèo, bà dóm nhìn lại, hai cái chân vẫn vung lên đạp xuống. Tuy rất mạnh nhưng nước không tung tóe hay nổi bọt mà chỉ lăn sóng ra xung quanh. Bà để ý kỹ thì hai bên thành xuồng còn có 4-5 bàn tay trẻ em bám lấy. Bàn tay tím tái, ướt át. Bà tự hỏi rốt cuộc là thứ gì đang đẩy bà đi. Bà dom cầu khẩn một hồi thì hai cái chân biến mất. Xuồng trôi đi chậm chậm giữa con kênh tối đen. Mấy bàn tay đang bám ở thành xuồng buông ra rồi chìm từ từ xuống lòng nước đen, mất hút. Đột nhiên, mũi xuồng đâm sầm vào một bãi cỏ. Bà dom cầm chèo lên, định quay xuồng lại. Ai dè, dầm vừa chạm nước thì bị một lực rất mạnh nắm lấy dầm kéo tuột xuống, mất dấu. Một bàn tay thò ra khỏi nước, chấm rái vỗ vào mũi xuồng như thể kêu bà dom lên bờ. Bà run như cầy sấy, đứng không nổi, chỉ nhìn bãi cỏ xanh ngắt lạnh lẽo, xương quấn quít như khối lam quyện mái tranh, nhưng lại sặc mùi ma quái nên dễ gì bà dám lên. Cái tay lần nữa thò ra khỏi nước, lần này nó vỗ vào mũi xuồng nhanh và mạnh hơn, tựa hồ như đang bực tức vì bà dòm làm mất thời gian. Bà dòm hết cách, đành bước lên bãi cỏ phó thác số phận cho may rủi. Hai tay chắp lại, miệng không thôi niệm Phật. Bãi cỏ lạnh ngắt, ướt đậm sương giá, tuy nhiên rất mềm và thoảng mùi thơm. Bãi cỏ là một khu đất trống, hai hàng cột chạy dài sát mé kênh đến đoạn mũi xuồng đâm vào khi nãy thì lại rẽ vào bên trong, nơi con đường bà dom đi không khác gì lối vào một điện thờ hay đình miếu nào đó. Bà ngước lên nhìn hàng cột thì thấy nó cao vút không thấy đỉnh. Lo sợ nhìn sang hai bên thì chỉ một màu tối đen. Ấy vậy mà mắt bà như có ma sôi quỷ dẫn. Thấy con đường dưới chân mình mờ mờ ảo ảo, cái đèn ở trong tay thì lại lim dim muốn tắt. Bà dòm cứ bước, cảm giác đến khi chân bắt đầu mỏi thì hai hàng cột cũng kết thúc. Trước mặt của bà là một kết cấu như cái bàn đá đặt trước ngôi miếu cũ. Bàn đá hình chữ nhật, đá tấm dày hơn 2 tấc, cánh dài hơn mét, cạnh ngắn hơn nửa mét. Bốn chân bàn là khối đá tạc hình 4 con ếch đỡ lấy một loại thực vật có lá hình tròn kỳ lạ. Trên bàn đá là một cái tiểu sành bị vỡ, cho cốt ở bên trong đổ ra bên ngoài. Ngôi miếu cũ trông như miếu ông ta bình thường, nhỏ cỡ 2 đứa con nít ngồi được. Lư hương cháy một cây nhang duy nhất, ánh sáng đỏ hắt ra như đốt đèn cà na, nhưng bà dom không thấy bóng đèn đâu. Sau lư hương là một tượng con ếch 3 chân có sừng, cạnh bên là tấm giấy thờ màu đỏ với chữ thần viết rất đẹp. Bà dom đang chăm chú nhìn ngôi miếu, bỗng nhiên nghe tiếng nước bì bõm sau lưng. Bà giật mình quay ra sau thì hồn vía muốn lên mây, khi thấy mình đi từ nãy giờ nhưng vẫn cách bờ sông chừng 10 thước. Ở đó có mấy chục cái tay chân đang lơ lửng, tựa như có tương ứng những đứa trẻ đứng đó nhìn bà, nhưng phần thân và người tô một loại sơn tàn hình nào đó. Chỉ có thể thấy được những cánh tay lơ lửng và những đôi chân tím tái. Ngôi miếu phát ra tiếng khóc hức hức. Bà dòm nhìn lại, trên bàn đá có một đứa con nít, có lẽ là một bé gái độ 8-9 tuổi, mặc một bộ áo ngủ thân trắng, đang ngồi quay lưng với bà, hai chân buông thõng. Bà dòm nói không ra hơi. Có gì nhờ tôi giúp cho. Đứa con nít kia đung đưa chân trước chân sau, vừa khóc vừa nói.
Lạnh quá, lạnh quá, thèm rượu, thèm rượu. Nói xong thì quay đầu nhìn lại, bà Dom thêm một phen hoảng hồn khi nó có một khuôn mặt của một con ếch, trán nhú ra ba cái sừng màu vàng. Bà Dom sợ quá xỉu ngang. Lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng bừng, mặt trời rọi thẳng vào mặt của bà. Nhưng nhờ hai người đi đồng vừa lay vừa lấy dầu gió thoa trán bà mới tỉnh được. Trên xuồng lúc ra khỏi nhà có 60 lít rượu, nhưng bây giờ nhìn lại chỉ còn những thùng trống rỗng không. Khắp xuồng và thùng dính đầy nhớt như chất tiết ra từ da ếch nhái. Bà Dom nhìn lên chỗ mũi xuồng, đất sạc ra một khoảng để lộ cái tiểu sành bị vỡ một phần. Tiểu sành được đặt trong một cái kết cấu hình hộp đắp bằng gạch, đất nung, vôi trộn với vỏ sò, mật mía. Sau vụ đó, bà Dom sợ không dám bán một thời gian. Hỏi nhiều người thì mới biết thêm, đêm đó có thể là bà đã gặp phải tinh chằn ọp. Chằn ọp là linh vật tượng trưng cho những người làm nghề liên quan đến sông nước. Chuyện nó thích uống rượu có thể do có lần bà Dom bơi xuồng ngang đây làm đổ rượu xuống kênh, nó thèm quá. Nhưng cái tiểu sành chứa đựng nó không cho nó tìm tới chỗ của bà Dom uống rượu, nên đành dụ bà tới đây. Chuyện ấy không biết thực hư như thế nào. Tuy nhiên từ đó về sau không thấy bà Dom nhắc lại lần nào nữa. Có ai hỏi đến thì bà sợ ra mặt.